Đồng đồng buốt buốt hết tay. Buốt tay à? Buốt hết tay. Đi găng tay cầm bông thật đấy rồi. Đéo thật. Cái này nó vẫn hành hệ trồng, nó vẫn rửa bằng luôn đấy. Nó bằng từ sáng giờ không thể về rửa bằng nữa, ngồi rửa bằng thân đấy. À chị tính cái gì? À sáng thấy bà chở cái ấy lên. Cắt của nhà đang bán sao không bảo mà không ra mà kia mua găng tay ấy, găng tay nó có lỉ ở trong ấy. Găng tay cao su có lỉ ấy. Đấy. Nhà em nó mua để rửa bát ấy. Nếu làm nhiều mua cái đấy anh, dép này muốn nắm về cưa hết tay đấy. Mày thầy thời gian thầy còn dài mà làm sao không mấy vòng vòng được bao nhiêu tiền mà mày thầy 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 bố mẹ mày ra đón mình về chưa? Có thân nói thế không mày về là lại giã cho. Có bạn sống đấy có tố chất đấy, xóm có tố chất không? Nhưng mà thằng chủ nó vẫn bị vợ đánh chay. À, trước thì nó chả giã chủ đây. Chỉ cần một trận thôi thì không bao giờ ngoằn đi được anh ạ. Giờ chủ to tiếng rồi. Là lúc nào cũng giống yêu của em rồi. Giống. Gọi là giống. Giống anh ạ, em thằng ba mà giống thì bọn tao chỉ gọi con mình giống như ai để gọi bộ chồng mình giống. Không, chỉ cười. Ba tính bảo mẹ đang đứng này.